Anh ơi, làm những cầu thủ từ vàng sang xanh đi anh, cho mọi người biết để mua anh. Anh làm video review tăng giảm chỉ số các cầu thủ DLS22 đi ạ. Ok, thì đây cũng là một cái vấn đề mà rất nhiều bạn quan tâm đang hỏi mình để có thể quay đầu. Ở đây quay đầu là bờ đấy các bạn. Rất là nhiều bạn hiện đang muốn quay về DLS21. Thì những bạn nào đã còn nán lại ở DLS21, hiện tại thì mình thấy đang là các bạn dùng hệ điều hành iOS vẫn chưa lên. Thì các bạn hãy thực hiện các công việc này trước khi cập nhật lên DLS22 để không phải hối hận các bạn nhé. Rồi, và đầu tiên là các cầu thủ bị tăng giảm chỉ số thì các bạn hãy mua ngay các cầu thủ bị giảm chỉ số nhé. Đầu tiên đó là Lionel Messi. Thì do tuổi tác và giai đoạn đầu mùa giải khi đá ở PSG đã ảnh hưởng phần nào đến việc nhà phát hành game điều chỉnh cái chỉ số đó là giảm từ 89 xuống 86 các bạn nhé. Và chỉ số 86 này bằng với chỉ số của Neymar và Salah ở bảng 2021. Và giá vàng thì cũng bằng như vậy luôn là 2675 vàng. Tốc độ chạy, tăng tốc và thể lực hiện giờ đã giảm xuống còn 82, 82 và 81. Cái này phần nào cũng là do tuổi tác các bạn ạ. Thì tuổi tác cũng ảnh hưởng phần nào đến thể lực các bạn nhé. Nên là họ điều chỉnh cũng là điều dễ hiểu. Và cầu thủ tiếp theo bị giảm chỉ số đó là tứ ca Sergio Ramos. Thì hiện giờ Ramos cũng bị giảm chỉ số xuống còn 79 các bạn nhé. Do chấn thương đầu mùa giải khi mà khoác áo PSG. Và hiện tại thì Ramos cũng mới đá một trận cho PSG. Ảnh hưởng đến phong độ phần nào nên là nhà phát hành game cũng giảm chỉ số từ vàng xuống xanh. Khá là đáng tiếc. Và tiếp theo, cầu thủ bị giảm chỉ số đó là Aubameyang các bạn nhé. Aubameyang thì bị giảm xuống còn 80. Và Roberto Firmino cũng bị giảm chỉ số xuống còn 80. Và cũng ở cái ảnh này thì một điều rất là bất ngờ đó là Phil Foden. Phil Foden được tăng một mạch lên tận 81. Rất là ảo ma Canada luôn các bạn. Mình cũng không thể ngờ được là mình biết là tăng chỉ số bởi vì Phil Foden nằm trong top 30 của bóng vàng nên là chắc chắn là tăng. Nhưng mà mình cũng không thể ngờ được là tăng lên tận 81 liền. Hôm qua thì khi mà chưa có nhiều người cập nhật lên DLS22 được thì khi mà nhìn vào cái ảnh này rất là nhiều bạn đã nói đây là bản mod. Trong đó có mình cũng nghĩ là bản mod luôn. Không ngờ lên 81. Và cầu thủ tiếp theo đó là GK Sumiko được tăng từ cầu thủ xanh lên cầu thủ vàng. Và tiếp theo cầu thủ được tăng chỉ số đó là GK Buffon. Buffon được tăng lên chỉ số 84. Cũng tăng rất nhiều luôn các bạn. Và chỉ số Buffon mình thấy quá là đẹp luôn. Là một GK rất đáng chơi ở đây là S22 này các bạn nhá. Hãy săn ngay Buffon để chơi. Và cầu thủ tiếp theo bị giảm chỉ số đó là Cristiano Ronaldo của MU các bạn nhá. Thì hiện tại Ronaldo cũng lo vấn đề thể tác, cũng bị giảm chỉ số xuống còn 86. Và giá vàng cũng bằng với Neymar và Salah ở bảng 21 là 2675 vàng. Nên là các bạn nào ở bảng DLS22 có săn thẻ cầu thủ bí ẩn thì cũng săn hai thẻ 2675 các bạn nhá. Thì bây giờ cũng sẽ một là ra Ronaldo, hai là ra Messi. Ok, và cầu thủ tiếp theo được tăng chỉ số đó là Thiago Alcantara, cầu thủ thuộc biên chế của Liverpool. Tăng chỉ số lên 81. Và giá vàng là 1770 vàng. Bằng với giá của các tiền vệ ở DLS21. Và cũng ở cái ảnh này thì các bạn có thể thấy cầu thủ bị giảm chỉ số đó là Gareth Bale. Giảm xuống chỉ còn giá là 1525 vàng. Từ 2055 giảm còn 1525. Cũng không có gì bất ngờ. Nhưng mà giảm như thế này là giảm khá nhiều. Chỉ số chỉ còn 78. Tốc độ 80 và thể lực 76, tăng tốc thì được 81. Thì các bạn hãy mua ngay ở bản DLS21 các bạn nha. Và ở cái ảnh này lúc đầu mình nhìn thấy chân thuận là chữ D. Lúc đầu mình lại nghĩ là chân thuận là chân không, chân dài. Dài dài các bạn nhé. Chứ không phải chân. Ok, và tiếp theo là một vấn đề thay đổi mới đó là Thiago Silva sẽ không còn phải xả cao nữa các bạn nhé. Thiago Silva sẽ xuất hiện ở bên ngoài thị trường chuyển nhượng. Và tiếp theo, cầu thủ sẽ được tăng chỉ số đó là Aspilicueta các bạn nhé. Cầu thủ sẽ được tăng lên chỉ số 80. Và cũng ở ảnh này thì cầu thủ khác được tăng chỉ số đó là Gerard Moreno cũng sẽ được tăng lên chỉ số 80 các bạn nhé. Lý do được tăng lên chỉ số 80 đó là nằm trong danh sách
top 30 quả bóng bàn. Và tiếp theo cầu thủ bị giảm chỉ số đó là Ribery các bạn nhé. Ribery bây giờ sẽ giảm xuống chỉ số còn 70 và sẽ xuống chỉ số của cầu thủ trắng từ 76 xuống 70. Và tiếp theo cầu thủ được tăng chỉ số đó là hậu vệ Hakimi sẽ được tăng lên chỉ số 81 bằng với chỉ số của Sandro và David Alaba các bạn nhé. Và tiếp theo cầu thủ bị giảm chỉ số xuống còn 84 đó là Neymar các bạn nhé. Neymar ở bảng DLS22 sẽ bị giảm xuống chỉ số 84. Nhưng mà hiện tại thì mình lại không có một cái ảnh nào của DLS22 ở đây cả các bạn. Nhưng mà chắc chắn là bị giảm xuống chỉ số 84 các bạn nhá. Vậy nên là các bạn ở DLS21 hãy mua ngay Neymar khi mà chỉ số đang còn là 86. Và việc thứ hai chúng ta cần làm đó là mua các cầu thủ bị xóa ở bảng DLS22. Thì mình đã build một đội hình các cầu thủ bị xóa ở bảng DLS22, mình sẽ để link ở trên này các bạn nhá. Thì ở cái đội hình này có Buffon ở bảng DLS22 là vẫn còn. Còn lại thì các bạn hãy mua ngay. Thì sang DLS22 sẽ thành đội hình các cầu thủ hiếm các bạn nhé. Và danh sách này sẽ bổ sung thêm một cầu thủ nữa đó là Arjen Robben. Nhưng mà Robben thì ở DLS21 sẽ phải sờ cao, thì sẽ hơi khó các bạn ạ. Thì bạn nào mà sờ cao được thì sẽ càng hiếm các bạn nhé. Ở DLS22 đã xóa Robben rồi. Rồi, và đó là các việc cần làm khi chúng ta cập nhật lên DLS22 các bạn nhé. Và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Có câu hỏi nào cần mình giải đáp và hướng dẫn, các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới. Và hãy ủng hộ mình một đăng ký kênh, tham gia group mình đang để ở dưới phần mô tả của video này. Chào tất cả các bạn, bye bye.